Thì thường thường mình làm mình nên để khoảng cỡ 3 giây thôi ha. Để khoảng 3 giây. Rồi để cái format vừa thôi. HD bình thường. Rồi. Để có sharp laser mình sẽ vào đây, bấm chuột phải ha. New sharp layer. Đây. Hoặc là mình sẽ vào trên cái phần laser ở trên này ha, ở trên cái menu á, bấm layer new. Rồi ở đây nó cũng có sharp layer ha. Thầy sẽ cố gắng hướng dẫn từ từ một tí cho mấy em dễ coi. Rồi bây giờ mình bấm vào ha, chọn nó thì nó cũng lên một cái layer sharp layer, có nghĩa là những cái đường vẽ ha. Mình đã học bên Photoshop mình biết cái phần sharp của nó rồi đúng không, một cái nét thôi, cái dạng một cái hình gì đó. Thì ở đây sharp thường thường nó hay có một số hình mặc định, mình bung nó ra nè. Ở đây nó có phần transform của một cái layer ha, là không nói nữa, phần transform này mình không nói. Trong này nó có cái phần content ở đây, bấm vào add thì sharp nó sẽ có mặc định là gì, hình vuông, hình tròn, hình ngôi sao ha, và đường path đây. Rồi trong cái này nó sẽ có cái phần tô màu, rồi có phần đường viền ha, rồi tạo gradient cho tô màu đường viền này nữa ha. Phía dưới này nó có một số cái giống y như AI mình học. Merge path có nghĩa là thí dụ mình có hai cái đường thì nó có thể kết hợp với nhau, nó có thể giao nhau, có thể cắt nhau ha. Rồi mấy cái offset path thì nó cũng giống AI phụ sớm, không có gì khác hết ha. Rồi cái booker này cũng giống trong AI, mấy em là biết rồi. Nó chỉ có thêm một cái là repeater. Repeater thì mình thấy cái chữ repeat là mình biết ha, nó lặp lại. Ở đây nó lặp lại thì nó lại có transform, cho nên là nó lặp lại theo dạng dịch chuyển, theo dạng xoay, nó lặp lại theo dạng scale, có thể là nhỏ dần, lớn dần ha. Thì cái đó là cái mức độ lặp lại của nó. Thì từ từ mình sẽ biết, mình biết trong này nó có cái gì. Rồi round corner thì không cần nói. Trim path có ba cái cần nhìn, đó là merge path, repeater và trim path. Trim path ở đây là mình có một đoạn path, đoạn path là một cái nét vẽ khép kín hoặc không khép kín ha. Thì mình có một cái đoạn gì đó, trim path có nghĩa là nó cắt cái đoạn đó ra, nó diễn từ 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 từ. Có thể là mình muốn cắt chỗ nào mình cắt, muốn móc chỗ nào mình móc, nhưng ở đây nó không có móc mà mình có thể diễn nó đi từ ra vào, biến móc hoặc là có móc ha. Rồi và nó có thể trim, ở đây trim path không phải là cái đường path không, mà nó là luôn cả cái phần fill bên trong của nó ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình ứng dụng nè. Đầu tiên mình lấy một cái hình vuông. Cái hình vuông ở đây là nó không có gì hết nha, nó chỉ là cái mask thôi. Bây giờ mình lít bỏ nó nè, không chọn nó nè, không thấy gì hết ha. Nó là một cái vật thể ảo để mình, tại vì mình chưa có fill và mình chưa có stroke cho nó. Bây giờ mình mới tô màu cho nó nè, add fill. Giờ nó có màu ha. Mấy em đừng có lấy cái mask ở ngoài này nha, từ từ cái này từ từ thì mình sẽ làm. Bây giờ trước mắt mình làm bên trong cái sharp laser này trước ha. Có nhiều em thì thấy cái này ở đây nó tiện quá, lấy vẽ vô luôn ha. Từ từ mình đừng làm đó. Rồi xong, bây giờ mình muốn có cái đường viền thì mình vào add, mình chọn stroke là cái đường viền ha. Bây giờ mình zoom lên tí nè, đây nó vừa có fill vừa có stroke. Bây giờ trong các cái phần này nó có cái gì, câu lệnh nó sao. Đây cái hình vuông này nó có một cái khóa về size, có nghĩa là nó có thể biến thành hình chữ nhật. Mình tắt cái khóa đi ha. Đây đây, có thể là bây giờ mình đã có một cái hình khác, hình vuông rồi đó. Rồi ở đây nó có position là mình biết cái vị trí của nó, mình có thể dời nó đi đúng không, dời nó đi. Bây giờ mặc định mình khoan ít dời thôi. Rồi tiếp nữa là làm cho nó tròn đúng không. Đây thì chỗ này mình có thể đặt key và biến dạng nó từ một cái hình vuông thành một cái hình tròn ha. Ở trên After Effects mình luôn luôn nghĩ đến điều đó, bất cứ cái gì trên này nó có là mình có thể chuyển động cho nó.
Rồi, kế tiếp là cái stock. Ở đây nó có khá nhiều thứ trên này. À, trước tiên nó vẫn là cái phần màu ha. Rồi, opacity biển mắt ha. Hoặc là mình tắt nó luôn cũng được. Đây. Rồi, độ dày của nó. Tiếp theo mấy cái phần góc của cái đường ha. Thì cái này nếu mấy em mà xài tróc nhiều á, mấy em sẽ thấy có những cái đường nó tròn, có những đường nó gãy góc, và giống như mà mấy người ta hay làm mấy cái bản đồ á, mà nó có cái đường viền quốc gia này quốc gia nọ đó, nó có lúc thì gãy lúc thì tròn, ranh giới tỉnh ranh giới vùng miền á, đấy, thì người ta hay dùng đến cái này nhiều. Đặc biệt ở đây nó có một cái là dash ha, mấy em coi ở đây, lít vào dấu cộng thì cái gì xảy ra ha, đấy nó cũng gần giống như nãy thầy mới nói, mình tăng nó lên thì khoảng cách nó rộng ra ha, dần giảm cái độ dày này, đây thì mình được một cái kiểu đường viền như thế này. Mình muốn thêm một kiểu đường viền nữa thì mình bấm dấu cộng nữa. Đây. Rồi mình lại cho hai cái này nó ngược khác nhau, cái lớn cái nhỏ ha. Cái tỷ lệ nó khác nhau thì cái độ này nó khoảng cách lớn và khoảng cách nhỏ mình thấy không? Lúc nãy là khoảng cách trống và khoảng cách có nó bằng nhau ha. Bây giờ khoảng trống này nó nhỏ hơn cái khoảng lớn này. Ha, khoảng trắng với khoảng trống này nó có hai cái khoảng. Đây một cái 12 một cái 27 ha, nó khác nhau. Rồi mình có thể thêm nữa. Đây nó có nhiều cái khoảng cách khác nhau nữa. À, cái đó thì tùy mình ngồi mình nhích từng tí nó sẽ ra một cái kiểu khác cho mình. Khi mình muốn bỏ thì mình bấm dấu trừ. Ha, chỉ có việc bấm dấu trừ thôi là xong, đó là phần shop. Thì bây giờ đến fill, fill thì nó đơn giản hơn, nó chỉ đổi màu. Ha. Rồi, làm mờ. Mấy cái phần này composite này mình từ từ ha, cái này nó chỉ dành cho một vài cái trường hợp gọi là mình chồng màu hoặc là làm layer mask, thì cái này từ từ mình không có cần liền mà mình học motion graphic, thì những cái gì chưa cần liền mình đừng có để vô đầu, nó sẽ làm cho mình khó chịu rối lắm. Rồi như vậy là mình có khái niệm về một cái sharp layer. Ví dụ mình add thêm một cái hình tròn thì sao? Đây, à, add thêm một cái hình tròn như đây, à, nó sẽ có một cái hình tròn đúng, có stroke, có shape, có fill, có đầy đủ, ha, nó cũng giống như cái kia thôi, không có gì hết, nó cũng có đầy đủ giống như thế này. Mình thêm một ngôi sao cũng vậy, ha, lúc này mình chưa dùng lệnh gì cả, đây một ngôi sao cũng vậy. Trên cái ngôi sao thì nó có bao nhiêu cạnh, à bao nhiêu cạnh, rồi vị trí mình không nói, xoay mình không nói ha, này mấy này mình không nói dễ rồi, nó có inner với outer của bán kính ha, đây là cái bán kính bên trong nhỏ lại, à, bán kính bên ngoài có thể nhỏ lại đây. Rồi cái độ tròn của nó, à, đấy độ nhọn độ tròn nó, à, bên ngoài cũng vậy, đây là thành cái bông hoa, à, từ ngôi sao mình có thể nó thành cái bông hoa như thế này. Thì mỗi một cái sáp trong này nó đều có một số cái tiện ích linh tinh trong này ha, mình cứ việc mình coi, nó cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng mà mình có thể ứng dụng được. Rồi như vậy là mình biết cách lấy cái phần sáp tô màu làm cho, bây giờ mình làm hiệu ứng cho nó, à, mình kết hợp cho nó cái phần mật bát, rồi thầy bỏ bớt cái ngôi sao này đi ha. Đây mình có hai cái hình như thế này, thì trong AI á mình add hoặc là subtract ha, thì nó sẽ kết hợp lại với nhau ha, hoặc là nó cắt nhau, thì ở đây mình có mật bát ở đây. Đấy, bây giờ nó kết hợp rồi ha. Nhìn thấy không? Nó kết hợp. Nó đang ở chế độ S. Rồi, giờ mình cắt nhau. Ha, đây nó cần cắt nhau này. Rồi, giao nhau. Đây là cái phần giao nhau. Và phần bên ngoài. Ha, nó lấy chỉ phần bên ngoài. Rồi, mình đã nhìn vào là mình có các cái chế độ như thế này.
Và một khi có chế độ này thì mình có thể diễn hoạt cái này. Ví dụ như mình muốn làm một cái hình như thế này, mình đẩy nó lên ha, đẩy ra đấy, nó vẫn có cái hình, tức là mình có thể diễn thoải mái, nó khác cái mà AI ở chỗ đó ha. Đấy, mình có thể tạo ra rồi, mình có thể kết hợp, có thể tạo cái cắt để lấy phần ở giữa thì mình subtract nó ngược lại. Ví dụ mình cho nó vô giữa rồi size nó nhỏ lại không, để mình tạo được cái phần như thế này. Rồi thí dụ ở giữa mình cho nó là một cái ngôi sao, coi nó như thế nào, cho ngôi sao này nhỏ lại. Rồi. Giờ chỗ này muốn thành cái khối thì nó sao? Thường thì để mình để khỏi phức tạp á, cái này mình không bao giờ mình làm chung với mực bét làm gì. Mình làm một cái laser mình để vô thôi. Nha. Đừng bao giờ mình để nó vô mực bét làm gì. Nhiều khi á mình cứ nghĩ là nó phải mực mực. À, lúc nào mình cũng phải suy nghĩ nó mực mực, cuối cùng nó chả cần phải mực gì cả. Nó chỉ cần để riêng thôi là được. Vậy mình muốn để riêng nó thì mình có thể để chung một layer được không? Được ha. Bây giờ mình chọn tất cả những cái này bỏ vào trong một cái group. Ở đây nó vẫn có cái group của nó. Bây giờ mình tạo một cái group nha. Đây. Group ở trên cùng này. Đây là cái group. Rồi, sau đó mình bỏ cái này, cái hình vuông, hình ellipse, mực bét ha vào trong group. À, để coi nó sao nha. Rồi, hiện tại thì nó không có fill, không có gì hết. Nó vẫn có hình ha, chứ không phải là không. Bây giờ mình tắt cái polystar này đi ha. Đấy. Ồ, mình chưa bỏ vô hả? Từ từ. Bỏ vô cái đã. Đây. Đây ha. Tức là trong một layer mình vẫn làm bình thường được. Nếu có một cái group riêng cho nó. Ha, cái group này là cái group mặt back. Không có gì phải suy nghĩ hết ha. Rồi. Ở đây là mình có thể làm ngôi sao riêng nè, thấy chưa? Bây giờ mình hiểu hết tất cả các cái phần trên rồi, bây giờ mình mặc bét rồi, bây giờ đến repeat. Ví dụ như mình muốn có cái, đây là cái lá cờ. Ví dụ như đây là cái lá cờ này ha. Cho cái rectangle này lớn lên tí. Đấy. Rồi cái hình tròn này nằm ngay giữa đi, nó bị lệch tâm rồi. Lớn lên một tí. À. Bây giờ mình cho ở ngoài này nó có mấy cái tia 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 ha. Mấy cái tia tròn tròn đi theo như thế này. Bây giờ mình sẽ làm cho nó một cái layer khác, đừng có để nhiều quá trong một layer mình sẽ bị khó quản lý. Thường thì mình nên làm layer và quản lý nó cho nó tốt. Rồi, đây mình tạo một cái layer mới. Bấm chuột phải, new sub layer. Rồi, ở đây mình sẽ tạo cho nó một cái hình chữ nhật, hình vuông. À, mình có thể tắt cái layer dưới này đi để dễ nhìn. Bây giờ mình scale cái size này lại theo chiều đứng như thế này, nhỏ thôi, ngắn lại như thế này, rồi fill nó là một cái màu trắng chẳng hạn. Đây, mặc định fill lúc nào nó cũng màu đỏ. Rồi, màu trắng. Bây giờ mình mới cho nó xoay vòng tròn. Thì mình dùng lệnh repeat ha. Add. Repeater. Đây, thường thường mặc định mình repeat thì nó có một cái lệnh repeater đây ha. Copy lên 3 lần. Và cái offset của nó đang ở mặc định. Trên này nó có một cái transform riêng của repeater. Và cái vị trí của nó đang dịch chuyển ha. Mình cho cái vị trí này về 0. Thì tất cả các cái copy mình copy ra đó là nó về một chỗ. Đây, nó về một chỗ ha. Rồi, bây giờ mình mới xoay nó nè.
ba cái mình xây nó, thí dụ như mình xây 45 độ đi. Đây, à, nó là 45 rồi. Nó có ba cái ở đây đó, mình xây lên là nó là 45. Bây giờ làm sao để cho nó rộng ra ha. Ví dụ như mình dời tâm nè, à nó đi kiểu khác ha. Tâm. Rồi, position là nó đi một kiểu khác ha. Ở đây mình thấy rotate 45 thì cái này là 90 ha. Rồi, như vậy là trong cái phần ở đây là mình không thể dịch chuyển được vị trí rồi. Bây giờ mình phải dùng đến vị trí của rectangle ở đây. Thử xem. À, bắt đầu đấy, nó lại khác ha. Khác ha. Đây mới đúng ha. Bây giờ mình coi nè. Trục x không, trục x, trục y ha. Trục y không được, trục x cũng được, trục y. Đây. Bây giờ mình thấy nó đi ra đúng không? Thí dụ như mình muốn một vòng này có 12 cái ha, hoặc là bao nhiêu cái đó, thì mình cứ việc chọn ở đây. Ví dụ 12, 12 là bao nhiêu độ? 120 phải không? Là 12 phải không? Ủa đâu có. 360 chia 12 3. Đây. 30 độ. Thì mình được một cái vòng tròn như thế này. Rồi bây giờ mình muốn chỉnh sửa hay diễn hoạt nó thì vô tư ha. Muốn nhỏ lớn hay mỏng, rồi muốn nhỏ như thế này, dài ra như thế này là lúc này rất là thoải mái. Hôm nay mình bật cái laser kia lên thử xem. Đây. Rồi bây giờ nhiệm vụ kế tiếp là mình thu nó lại. Cái size ở đây, position nhỏ lại nằm trong này. À, rồi cái này ngắn lại một tí cho nó đẹp. Đây. Rồi bây giờ muốn diễn cái gì đó cứ xoay là mình chọn transform bên ngoài cùng của nó. Ví dụ mình muốn nó xoay nó như vậy ha. Ok ha, rất là đơn giản. Rồi ở đây mình muốn thêm nữa thì mình chỉ có việc, thí dụ như ở đây lúc này mình để là 12, bây giờ mình lên 24. 24 mà mình để 30 độ thì nó lặp lại ngay tại chỗ, nó chồng lên đó ha. Mình để đây 15 ha, nó sẽ dày hơn đúng không? Rồi cho cái size này nó mỏng lại, thí dụ như là một đấy thì nó sẽ đẹp hơn. Như nè, tóm lại là cái phần repeater là cái phần lặp lại. Mình có thể, cái này là mình mới lặp lại theo một dạng đều nhau. Ví dụ như mình muốn ngôi sao này, mình có một cái sao này, mình muốn ra ngoài nó lớn, nó nhỏ dần, nó đi theo một cái hình gì đó ha, thì mình cũng lặp lại mà mình kéo theo cái phần scale của mình. Giờ thầy lấy cái ngôi sao bên đó nè, đóng cái này lại, bùng cái ngôi sao này ra. Rồi ở trong phần ngôi sao này có thể cái này nó sẽ bị ảnh hưởng chung với cái group nha, nếu mà không thì mình phải làm layer riêng để thầy thử rồi. Repeater đây, nó dính luôn cái group ha, thì mình sẽ không sử dụng trên này mà mình làm một cái ngôi sao khác, một cái layer khác. Rồi new sub layer, ở đây mình cho nó một cái ngôi sao, sau đó mình fill nó ha, hoặc là stroke tùy thích. Fill đi, stroke nó xấu lắm. Rồi đổi màu cho nó đi. Giờ mình cho cái size này nhỏ lại, size ngoài nhỏ lại. Rồi ví dụ như thế này, bây giờ mình càng ra một cái vòng như thế này thì nó càng nhỏ dần ha. Bây giờ mình sẽ làm này, repeat nè, đóng fill luôn, chọn lệnh repeat, repeater. Đây mặc định của nó là nó sẽ đúp lên như thế này, copy lên ba. À, giờ mình để lên 10 đi là nó chạy tuốt ra ngoài này nè. Đấy. Rồi tiếp theo mình sẽ mở cái phần transform của repeater. Chọn scale. Nhỏ dần đi ha. Đây mình thấy ở đằng xa nó nhỏ dần, đúng không? Đấy nó nhỏ kìa. Từ lớn đến nhỏ dần hoặc là lớn dần. À nó lớn dần. Đây nó nhỏ dần. Đấy. Rồi mình xây.
À, nó sẽ xoay từ trong ra ngoài. Thí dụ như cái này 12 độ thì cái này nó sẽ là 24 ha. Rồi này nó tiếp tục nó dần 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 lên thêm 12 12 12. Bây giờ mình mới dời tâm. Thường thường mặc định là position của nó hay để 100. Mình cho nó về không. Là tất cả cái này nó dồn về một điểm. Sau đó mình mới vào cái position của cái vật này nè. Của cái sáp á, mình mới chỉnh position của nó. Đây. Bây giờ lúc này mình mới ra một cái hình như thế này. Nha. À. Đây là theo trục y. Bây giờ mình vừa y vừa x. À, nó sẽ cong ra như thế này. Nào. Có thể là mình sẽ diễn hoạt một cái chùm ngôi sao nó bay ra theo một cái đường cong. À, một cái chùm ngôi sao đó nó bay ra theo cái đường cong. Ok. À, trên à, đấy mình làm một cái hình gì đó tùy thích. Ở đây là mình có thể uống, ví dụ như mình muốn nó lớn ngược lại scale à, thì cái độ cong nó sẽ lớn ngược ra à. Lúc này mình chỉ cần dời lại cái phần position này lại à, mình sẽ thấy nè, đây đúng không? Đấy, ra lớn đó. Thì cái phần repeater này ứng dụng cũng khá khá nhiều. Rồi, bây giờ mình đến một cái lệnh nữa. Bỏ này ha. Là trim bar. Trim bar ha. Đây. Bây giờ mình có cái hình tròn ở ngoài này nè, là mấy cái tia á. Mình cũng có thể dùng trim pad cho mấy cái tia đó. Hoặc là cái đường viền này nè, mình muốn nó chạy từ đâu đến đâu, mình cũng có thể trim pad ha. Bây giờ anh bỏ này nha, bây giờ anh làm lại nè, tắt hai này đi cho dễ nhìn. Tạo một cái sharp layer mới. Thường thường trim pad người ta hay ứng dụng như thế này. Bây giờ mình có một cái sharp layer rồi, mình muốn vẽ đường pad thì mình chọn cái pen ở đây ha. Đầu vẽ nè. Một cái tia từ ngoài chạy vào đây, sau đó nó cuốn ở đây, nó cong đây, mình làm giống như một cái mạch gì đó, một cái bảng mạch điện gì đó ha. Rồi nó lại chạy ngược lại, nói chung là nó chạy lung tung ào à, ví dụ vậy. Mình làm cái này thì nó thường mình vẽ đường bát ở ngoài này nè, thì nó có sẵn cái đường viền stroke ở đây nè, đây nó có thẳng nè, mình chỉ có việc diễn nó thôi. Đây mình vào content mình sẽ thấy cái sáp này và nó có bát ha, cái đường bát đó rồi, mà nó có stroke, có fill, có đầy đủ hết, mình chỉ có chọn trim bát. Đây là thầy đang nói tới cái đường bát đơn giản không có đóng khép kín ha. Rồi vào trim bát thì nó có cái gì, có star và end, hai cái quan trọng, và một cái nữa là offset. Bây giờ mình thầy sẽ làm cái star nè, kéo lên nè, đây mình thấy nó mất ha, đây nó mất rồi, biến mất ha. Có nghĩa là cái star này là nó dùng để chạy nè, bây giờ mình coi nè, đấy nó chạy đến đây, cái end cũng dùng để kết thúc nè, nó kết thúc ở đâu ha. Đây. Vậy là hai cái này đều có thể diễn được. Bây giờ mình sẽ coi. Thầy đặt key đầu tiên là n bằng 0 thì cái này nó sẽ là 0. Trong 1 giây, 2 giây nó sẽ chạy đi 100 là nó đầy lên như thế này. Thì bây giờ mình coi play nè. À, đấy nó chạy đó. Đây là thầy kéo chậm cho mấy em coi ha. Đây. Rồi bây giờ mình bấm play nó là đấy, nó chạy đấy. Ở ngoài hơi khó coi phải không? Như vậy là mình biết trim path. Đó là đối với đường path bình thường. Bây giờ mình tới cái hình. Tạo một cái shape mới. Ví dụ lấy một cái hình tròn. Cho cái size này lớn lên tí.
Rồi add stroke cho nó ha. Này mình chưa fill nha, mình add stroke trước đi. Rồi cho nó lên cái độ dày nè. Mấy em hay thấy trong motion graphic nó có cái phần info graphic á, mấy cái thông tin ví dụ bao nhiêu phần trăm rồi nó xoay bao nhiêu phần trăm rồi đó, thì mình có thể làm bằng cái này nha. Mình dùng trim pad. Rồi trong cái trim pad này mình diễn là mình sẽ thấy bao nhiêu phần trăm, 0% đến 100%, giống như loading gì đó ha. Đây đây, cuối cùng là mình đặt key được cái phần này. Rồi trong cái phần này mình vẫn có thể chọn cái phần stroke và dash nó ha, để cái tâm cho nó đẹp ha. Đấy, lúc này mình làm ít đường lại. Đấy, nó cũng chạy được theo ý của mình. Đây. Đúng không? Đấy. Đây là một cái kiểu diễn. Rồi bây giờ mình fill nó thử ha, fill nó. Fill. Đây, mình thấy fill nó cũng đi giống như vậy. Ha. Thì mình ứng dụng cái fill này mình có thể diễn một vài cái ha. Mình diễn một vài cái, thí dụ như là cái gì đó nó trôi lên trong cái phần của cái bình chẳng hạn, nước nó đầy lên hay gì đó, từ 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 mình diễn được hết mấy cái này. Như vậy là mình biết cái phần luôn, cái phần trim pad. Tất cả những cái này ứng dụng motion graphic rất là nhiều ha. Thì thầy sẽ từ từ làm một vài bài tập.